Cô Thủy xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn cuối là kiểm tra mẫu áo dài thực hành của chúng ta trong ngày hôm nay. Như các anh chị và các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì đây là mẫu áo dài truyền thống được cắt trên chất liệu vải tơ tằm không co giãn, đó chính là lụa Vạn Phúc. Thì một số những kỹ thuật chúng ta cần phải lưu ý khi cắt trên chất liệu vải này. Thứ nhất là chúng ta phải xử lý chất liệu vải trước khi chúng ta cắt, bằng cách là với dòng vải tơ tằm thì chúng ta sẽ ngâm nước và chúng ta phơi khô. Khi chúng ta cắt mà nếu vải của chúng ta khó trải thì chúng ta có thể dùng bình phun sương để chúng ta phun cho làm mềm vải. Sau đó thì chúng ta lấy canh vải rồi chúng ta trải êm rồi chúng ta mới cắt. Những phần kỹ thuật này thì cô Thủy có chia sẻ rất là kỹ ở phần video trước về kỹ thuật cắt, cho nên các anh chị có thể xem thêm ở một số video đó để video này chúng ta xem không bị dài nhé. Còn video này thì chúng ta sẽ tập trung vào kiểm tra một số những kỹ thuật cần phải lưu ý khi đã lên sản phẩm. Thứ nhất là sản phẩm của chúng ta phải đảm bảo độ cử động và phần ly ở thân trước cũng như thân sau và phần cổ phải êm và phẳng và mặc phải thoải mái. Vậy thì cô sẽ ôn lại một chút về phần cử động ở trong phần áo này. Riêng về áo dài mà dòng vải không co giãn thì những cái vị trí mà tác động nhiều bởi cử động đấy là khửu tay và eo. Chính vì thế khi chúng ta cắt thì phần eo và phần cử động khửu tay chúng ta để trung bình khoảng từ 3 đến 4 cm. Như vậy, cử động ngực chúng ta sẽ để khoảng 1 cm, cử động eo chúng ta sẽ để khoảng 3 đến 4 cm, cử động mông thì chúng ta sẽ tùy thuộc theo dáng người và thiết kế của chúng ta trung bình là cộng trừ từ 0 tới 4. Còn cử động bắp tay trên của chúng ta có thể cộng từ 1 đến 2. Đó, đấy là những cái phần cử động chính mà chúng ta cần phải lưu ý. Vì vải không có giãn thì quá trình chúng ta vận động ấy, chúng ta gập tay lên, chúng ta gập tay xuống thì cái phần khửu tay cần nhiều độ cử động, cho nên bắt buộc các bạn phải để cử động như vậy. Còn ở phần eo thì quá trình chúng ta giơ tay lên, giơ tay xuống thì cái phần eo đó cũng sẽ bị trôi lên, trôi xuống thì cũng bắt buộc các bạn phải có độ cử động. Nói chung là về phần phân tích về tỷ lệ, về thông số cử động thì cô Thủy có hướng dẫn rất kỹ ở trong các lớp học online cũng như là các lớp học trực tiếp, thì các anh chị xem thêm. Còn những anh chị khác thì có thể hỏi riêng Thủy ở Zalo, số điện thoại mà cô Thủy có ghi ở trên biển cũng như là ở một số các cái trang bình luận, thì cô Thủy sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn cùng có những sản phẩm đẹp nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến gần hơn để nhìn sản phẩm của chúng ta trong ngày hôm nay. Như vậy thì khi mà chúng ta lên sản phẩm rồi, đầu tiên là chúng ta xác định là đây là áo dài dáng tà A, cho nên cái phần tà ở dưới của chúng ta là phải có độ A rộng theo ý muốn. Nếu mà người cao gầy thì chúng ta để tà A nhiều, còn nếu mà người thấp bé thì chúng ta sẽ để tà A ít. Nói chung cũng phải phụ thuộc vào dáng người. Tiếp theo nữa thì các anh chị thấy là Thủy đang phối với một mẫu quần màu rêu rất hợp với màu áo này. Và màu rêu mà Thủy đang làm đấy là trên chất liệu vải Phước Thịnh, và Thủy cắt là quần ống váy và ống 70, và Thủy để ngang vải cho khổ vải của chúng ta thoải mái khi cắt quần. Về phần cắt quần cũng như là công thức cắt quần thì Thủy cũng có chia sẻ rất là kỹ ở trong các lớp học online, cho nên các anh chị có thể xem thêm. Tiếp theo nữa thì các anh chị sẽ thấy là toàn bộ phần ly ben, đây là áo dài truyền thống cho nên là chúng ta vẫn còn phần ly ben sườn cũng như là phần hai ly dọc ở ly eo. Vậy thì khi mà chúng ta lên sản phẩm ấy thì áo dài của chúng ta cái phần ly đó chúng ta phải may thật đúng kỹ thuật để phẳng và không bị sóng, và đặc biệt là phần ly dọc. Phần ly dọc là phần ly mà đảm bảo được phần eo và tà không bị tạo sóng cũng như là không bị rủ tà. Cái phần này thì Thủy có thể gợi ý một chút nho nhỏ để các anh chị có thể thay đổi được luôn. Thứ nhất là khi mà chúng ta vẽ phần ly ben ấy, ly ben thì Thủy thường hay để rất là to. Trung bình Thủy đang để ly ben tương đương với ngực chia cho 20 cộng từ 1 đến 1,5 cm. Và ly eo thì Thủy lại để nhỏ hơn, trung bình thì để khoảng từ 1,5 đến 2 cm. Và vị trí ly eo thân trước thì bao giờ Thủy cũng để to ở vị trí chân ngực, còn ở bên dưới thì sẽ để nhỏ để khi may lên thì mặc sẽ không bị sóng tà. Về phần kỹ thuật may thì chúng ta lên gấp thành nếp, chúng ta lấy kim chúng ta lược lại ở phần ly ben để cho êm rồi chúng ta mới may. Hoặc là các bạn có thể may một đường chỉ ở sống giữa ly ben rồi chúng ta gập lại rồi chúng ta lược qua rồi chúng ta mới may. Đó, và phần ly dọc thì các bạn muốn phần ly dọc của chúng ta mềm mại và không bị rủ và dễ may và có độ đàn hồi thì các bạn cũng nên chếch chân ly ra phía sườn khoảng 1 cm.
Ví dụ như khoảng cách hai đỉnh ngực của chúng ta đo được của khách size M là 16 thì ở bên dưới của chúng ta sẽ lấy rộng sang hai bên sẽ là 18. Còn khi chúng ta gập đôi lại thì các bạn sẽ nhìn thấy độ chênh trung bình là 1 cm. Ví dụ gập đôi của khoảng cách hai đỉnh ngực mà 16 chia 2 sẽ là 8, còn ở bên dưới thì sẽ là 18 chia 2 sẽ là 9 thì có độ chênh. Như vậy thì khi may lên cái phần áo của chúng ta sẽ rất là đẹp các bạn nhé. Tiếp theo nữa thì Thủy sẽ đến gần hơn để cả nhà cùng nhìn thấy ở phần cổ. Cổ của chúng ta là chúng ta cắt cổ truyền thống 3 cm hay 5 cm hay là 7 cm thì tùy thôi. Và có rất nhiều dáng cổ khác nhau. Thì chúng ta có thể để độ cong trung bình khoảng từ 3 đến 3,5 cm thì tùy theo dáng cổ để chúng ta để. Và tiếp nữa thì cái phần cử động cổ thì các bạn cũng đo sát vào cơ thể của khách, tùy theo độ mà sử dụng mà khách hàng muốn rộng chật như thế nào chúng ta tăng giảm. Cái phần kỹ thuật này thì để mà chia sẻ thì còn rất là dài, cho nên các anh chị xem thêm ở một số các video của Thủy cũng như ở trong các phần lớp học nhé. Đó. Và bây giờ thì các bạn sẽ nhìn tiếp theo là phần nách. Ở đây là vải áo dài tơ tằm không co giãn, cho nên là cái phần nách tay cũng tương đối là đòi hỏi kỹ thuật may phải chỉnh chu và đúng kỹ thuật. Các bạn nhìn thấy không ạ? Phần nách của chúng ta rất là phẳng. Nếu như mà áo dài của chúng ta mà không sử dụng Levi ấy, thì bắt buộc ở phần nách của chúng ta bao giờ cũng phải có một chút độ nhăn, vì độ nhăn đấy chính là độ cử động. Đấy, cho nên là các bạn cũng không phải lo lắng về cái độ nhăn đó. Còn cái mà chúng ta bị lỗi là những cái tay mà bị vặn hoặc nhăn quá nhiều thì đấy mới là những sản phẩm bị lỗi. Còn khi mà chúng ta sử dụng sang những phần áo dài cách tân để sử dụng áo dài ly vuông hay áo dài tay có ly thì sẽ khắc phục được rất là nhiều nhược điểm của khách hàng khi có dáng người không cân đối, cũng như là chất liệu vải không phù hợp, hoặc là cũng xử lý cho chúng ta được rất nhiều những kỹ thuật mà khi mặc cảm thấy rất là thoải mái. Thì cái phần áo dài cách tân đó Thủy cũng chia sẻ rất là nhiều ở các video trên kênh của cô Phan Thủy dạy cắt may, hoặc là dạy cắt may cô Phan Thủy, cũng như là Facebook của cô Phan Thủy và Zalo của cô nữa, cho nên các anh chị có thể xem thêm. Vậy thì bây giờ cả nhà sẽ lại nhìn gần hơn một chút xíu nữa để xem cái phần ly ben và phần cổ và phần tay Thủy vừa nói nhé. Đây ạ, cả nhà thấy không ạ? Phần cổ của chúng ta rất là êm luôn. Và cái độ cắt của tay giáp lăng chúng ta có thể dịch chuyển theo dáng người, có thể cắt phần tay nhiều hay tay ít đều được. Và phần ly ben các bạn thấy không ạ? Thủy đang để ly ben, vẫn còn hai ly ben mà rất là phẳng luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây thì sẽ đến gần hơn này. Đó. Đấy, cả nhà nhìn thấy không ạ? Phần ly ben rất là phẳng này, rất là phẳng. Cổ cũng rất là phẳng. Và phần ly dọc này các bạn này, các bạn thấy không ạ? Đây là phần ly dọc Thủy vẫn cắt ly truyền thống mà các bạn nhìn thấy nó rất là phẳng như thế này. Đó, đó chính là kỹ thuật mà Thủy vừa chia sẻ với cả nhà đấy ạ. Cả nhà cứ làm đi ạ, có vấn đề gì thì alo nhắn tin cho Thủy, hoặc có câu hỏi gì thì viết ở dưới phần bình luận và Thủy sẽ xem và trả lời sau. Còn nếu như các anh chị cần gấp thì các anh chị cứ alo cho Thủy nhé. Nếu mà Thủy không bận thì Thủy sẽ trả lời ngay, hoặc là nếu Thủy bận thì Thủy sẽ trả lời chậm một chút. Rồi, thế thì bây giờ cả nhà sẽ cùng nhìn một vòng để xem áo dài của chúng ta đằng trước như thế này rồi, còn đằng sau thì như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn nào. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở bên cạnh nào. Chúng ta sẽ nhìn ở bên cạnh phần tay áo dài. Thì cho dù là tay áo dài lắc lăng ấy, nhưng cái phần tay của chúng ta cũng vẫn phải là đứng các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không ạ? Phần tay của chúng ta bao giờ cũng phải đứng phẳng như thế này. Cho nên là khi mà chúng ta cắt, các bạn lưu ý về canh vải cũng như là gấp vải rất là quan trọng. Và Thủy có chia sẻ ở video trước đấy, rất là kỹ. Các bạn phải xịt nước như thế nào này, rồi xác định đâu là của phần thân trước, đâu là phần thân sau và đâu là phần tay, để chúng ta xé từng mảnh ra để chúng ta cắt cho dễ. Và chúng ta cũng có thể dùng phương pháp đó để chúng ta cắt được số lượng nhiều. Đó, và đây là đằng sau các bạn nhé. Đây các bạn thấy không ạ? Đây là đằng sau. Thì với dòng vải tơ tằm là vải rất là mỏng, cho nên chúng ta nên sử dụng là chác khóa liền. Thì các bạn nhìn thấy phần chác khóa liền đây ạ. Đó, phần chác khóa liền này của chúng ta đằng sau rất là phẳng luôn. Rất là phẳng. Và lúc này thì Thủy đang để ở phần cổ đây, Thủy vẫn chưa chữa ấy khóa xong nhé. Đây chúng ta sẽ để vào đây. Đó. Chúng ta sẽ khâu móc này, phần nách phẳng này và phần chao khóa rất là phẳng. Đây là chao khóa liền, cho nên là các anh chị cũng có kỹ thuật về chao khóa thì cái phần kỹ thuật này Thủy cũng chia sẻ nhiều lắm rồi đó, cho nên các anh chị có thể xem thêm. Còn Thủy sẽ nhắc lại là các anh chị khi chao khóa thì ở vị trí eo thì các anh chị bao giờ cũng phải để cho cái khóa nó trùng để khi mặc lên bám được vào phần lưng. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ lại nhìn tiếp một vòng đó. Vậy thì các bạn thấy không ạ?
Do dù vải tơ tằm là vải khó cắt nhất, nhưng khi mà chúng ta hiểu được về kỹ thuật rồi thì chúng ta sẽ cắt đúng kỹ thuật thì chúng ta sẽ đảm bảo và đạt được cái kết quả cao như thế này. Đó. Còn tất nhiên là mỗi người sẽ có một dáng khác nhau. Những người nào mà có những dáng người đặc biệt gù hay ưỡn hay là ngực to, vai to hay là như thế nào đó thì các bạn xem ở một số video mà Thủy có chia sẻ về tạo dáng áo dài cho những người không cân đối thì sẽ có một video riêng để các bạn xem phần đó nhé. Còn bây giờ thì Thủy sẽ quay một vòng của cái phần áo dài xong rồi. Và cả nhà nhìn thấy và cả nhà cảm nhận như thế nào có thể nhắn tin hoặc viết cho Thủy ở dưới phần bình luận được không ạ? Các bạn nhớ nhé, có câu hỏi gì thì cứ alo nhắn tin cho Thủy và số điện thoại chỉ có đang có ghi ở trên biển. Cũng như ở một số những phần bình luận của Thủy cũng có rất nhiều thông tin để Thủy sẽ hỗ trợ cho các bạn cùng có những sản phẩm thật là đẹp trong những ngày mới. Rồi, xin chào cả nhà, chúc cả nhà có thật nhiều áo dài đẹp nha. Xin chào.